em thân mến. Tiếp theo chúng ta sang phần 3 La Mã, sử dụng đồ thị để tìm số nghiệm của phương trình. Đây cũng là một nội dung vô cùng quan trọng trong việc ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Để giải quyết được câu hỏi này thì yêu cầu đầu tiên chúng ta phải thuần thục lý thuyết. Bây giờ thầy xin nhắc lại lý thuyết như sau. Số nghiệm của phương trình fx bằng gm chính là số giao điểm của hai đồ thị hai bên này tức là số giao điểm của hai đồ thị y bằng fx và y bằng gm xin nhắc lại số nghiệm của phương trình fx bằng gm chính là số giao điểm của hai đồ thị y bằng fx và y bằng gm nhé các em cần phải chú ý thêm là y bằng gm tức là cái đồ thị ở bên phải này này thì nó sẽ là một cái đường thẳng mà khi mà thay đổi thì nó di động. Nhưng mà khi nó di động thì nó di động theo phương là luôn song song với trục hoành và nó cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng gm. Đấy. Đây là lý thuyết cơ bản trong sách giáo khoa rồi. Đúng không? Dựa vào lý thuyết này, chúng ta sẽ giải quyết một số các cái bài tập mẫu sau đây. Bài tập mẫu thứ nhất Thầy xin giới thiệu đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 Mã đề 104 câu 24 với nội dung như sau Cho hàm số y bằng âm x mũ 4 cộng 2x bình có đồ thị như hình vẽ bên Đây đồ thị của hàm số đó đây Người ta yêu cầu là tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình âm x mũ 4 cộng 2x bình bằng m có 4 nghiệm thực phân biệt. Chọn một trong 4 phương án. Phương án A, m lớn hơn 0. Phương án B, m lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Phương án C, m lớn hơn 0, nhỏ hơn 1. Phương án D, m nhỏ hơn 1. Đây là một cái câu hỏi cực kỳ cơ bản. Chúng ta chỉ được thuộc lý thuyết là xong. Và nếu như thuộc lý thuyết thì với bài này chúng ta chỉ làm trong vòng 5 giây là có kết quả ngay nhá Xong bây giờ thầy vẫn diễn giải hết sức cẩn thận để kem am hiểu vấn đề Theo lý thuyết Số nghiệm của phương trình Fx bằng Gm Thì chính là số giao điểm của hai đồ thị hai bên Đồ thị Y bằng Fx và Y bằng Gm Hay nói cách khác Muốn phương trình Fx bằng Gm có bao nhiêu nghiệm Thì hai đồ thị hai bên y bằng fx và y bằng gm phải cắt nhau tại bấy nhiêu điểm nôm na như vậy Thì thì áp dụng vào đây người ta yêu cầu là tìm m để cái phương trình âm x mũ bốn cộng hai x bình cộng m có bốn nghiệm phân biệt phương trình này muốn có bốn nghiệm phân biệt thì theo lý thuyết hai đồ thị hai bên đồ thị thứ nhất là y bằng âm x mũ bốn cộng hai x bình và đồ thị y bằng m phải cắt nhau tại bốn điểm Đấy, muốn có bao nhiêu nghiệm thì hai đồ thị phải cắt nhau tại bấy nhiêu điểm. Thế thì cái đồ thị y bằng âm x mũ 4 cộng 2x bình. Đây, đồ thị người ta cho sẵn. Người ta bảo cho hàm số y bằng chữ x mũ 4 cộng 2x bình có đồ thị là hình bên, tức là hình này này. Vậy thì đồ thị hàm số này có sẵn rồi. Thế bây giờ, trên cùng hệ trục tọa độ, ta vẽ thêm cái đường thẳng y bằng m. Nhá. Lúc nãy thầy đã nói, cái gm này này, GM này chúng ta phải hiểu nó là một đường thẳng khi M thay đổi thì nó di động theo phương song song với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng GM thế thì đường Y bằng M một đường hết sức cơ bản Y bằng M làm cái đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng M đấy mấu chốt của vấn đề là phương trình này muốn có bốn điểm phân biệt thì hai đồ thị hai bên phải cắt nhau tại bốn điểm thì đồ thị y bằng chữ x mũ bốn cộng hai bình đây là cái hình chữ m ở đây còn đồ thị y bằng m là cái đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm m khi m thay đổi thì cái đường thẳng y bằng m nó di động nhưng mà nó di động theo kiểu mực nước dâng lên tụt xuống dâng lên tụt xuống song song với trục hoành đấy các em hình dung cái mực nước sông nó dâng lên, tụt xuống, cái vậy thì mà dâng lên, tụt xuống ở ngưỡng nào để hai đồ thị này cắt nhau tại bốn điểm phân biệt thì, thì chúng ta sẽ thấy ngay đây muốn cắt nhau tại bốn điểm phân biệt thì mà phải dâng lên, tụt xuống ở ngưỡng lớn hơn không, nhỏ hơn một, đấy lớn hơn không, nhỏ hơn một thì nó sẽ cắt nhau tại bốn điểm. Và như thế, phương án trả lời ở đây chính là phương án C. Chúng ta sẽ chọn C. Rất nhanh chóng, đúng không? Hiểu chưa? Thì bây giờ thầy sẽ diễn giải dưới hình thức tự luận để các em hiểu nhé. Nhớ cho thầy này, những bạn nào còn chưa hiểu thì nhớ. Để phương trình âm x mũ 4 cộng với 2 x bình bằng bờ có bốn nghiệm phân biệt thì hai đồ thị đồ thị bên trái y bằng âm x mũ 4 cộng với 2 x bình và đồ thị bên phải y bằng m phải cắt nhau tại bốn điểm phân biệt Đấy, đúng lý thuyết nhé Đúng ừ, chưa? Thì bây giờ muốn biết được hai đồ thị này cắt nhau tại bốn điểm phân biệt khi nào thì tôi cần phải có đồ thị của hai anh này. Thế thì đồ thị y bằng âm x mũ 4 cộng 2x bình người ta cho sẵn chính là cái hình chữ M đấy. Lý thuyết người ta bảo đây cho hàm số y bằng chữ x mũ 4 cộng 2x bình có đồ thị như hình bên. Đấy, cái hình chữ M đấy. Tức là đồ thị này có nhé. Thế còn y bằng m Thầy nói rồi, Y bằng M nó là một đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm M Thế thì khi M thay đổi thì cái đường thẳng này nó di động. Nó di động theo kiểu mực nước dâng lên, mực nước tụt xuống. Ta đang cần nó cái đường Y bằng M cắt cái đồ thị Y bằng âm x mũ 4 cộng 2 x bình tại 4 điểm. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay M phải dâng lên tụt xuống ở cái ngưỡng M phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 1 thì nó gặp nhau tại 4 điểm. Được chưa? Và phương án lựa chọn đây là phương án C Rất dễ dàng như vậy Hiểu chưa? Kết thúc bài tập mẫu số 1 Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 2 với nội dung như sau Cho hàm số y bằng âm x mũ 3 cộng 3x cộng 1 Có đồ thị như hình bên Đây, đồ thị đây Tìm m để phương trình x mũ 3 trừ 3x cộng m bằng 0 có 3 nghiệm phân biệt Chọn một trong bốn phương án. Phương án A, M lớn hơn âm 2, nhỏ hơn 2. Phương án B, M lớn hơn âm 2, nhỏ hơn 3. Phương án C, M lớn hơn âm 1, nhỏ hơn 3. Phương án D, M lớn hơn âm 1, nhỏ hơn 2. Cái bài tập số 2 này thì mức độ của nó khó hơn bài tập số 1 một chút. Ở bài số 2 này, muốn giải quyết được vấn đề, thì công việc đầu tiên là ta phải biến đổi cái phương trình đã cho sao cho một vế phải là cái hàm số người ta đã cho cụ thể chúng ta phải biến đổi phương trình đã cho sao cho một vế phải là trừ x mũ 3 cộng 3 x cộng 1 để từ đó chúng ta lợi dụng cái đồ thị của hàm số người ta đã cho việc biến đổi đó được thực hiện như sau rất đơn giản chúng ta chuyển vế sang thành trừ x mũ 3 cộng 3 x và hai bên cộng thêm một Thế thì phương trình này sẽ tương đương với x trừ uh, x mũ 3 cộng với lại 3x cộng với lại 1 bằng m cộng 1. Đấy. Phương trình đã cho tương đương với phương trình này. Vậy thì để phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt thì phương trình này phải có 3 nghiệm phân biệt. Và theo lý thuyết, phương trình này muốn có 3 nghiệm phân biệt thì hai đồ thị hai bên này phải cắt nhau tại 3 điểm. Đúng không? Thế mà đồ thị bên trái này Thì chúng ta có sẵn đi thôi Thế còn cái đường Y bằng M cộng 1 Đấy Đường thẳng song song với trục hoành Đây là Y bằng M cộng 1 Đường thẳng song song với trục hoành Cắt trục tung tại điểm có tung độ M cộng 1 Khi M thay đổi Thì cái đường thẳng này nó dâng lên Tụt xuống các em biết rồi, hình ảnh các em biết rồi Chúng ta đang cần cái đường Y bằng M cộng 1 này Cắt đồ thị Trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 1 Tại 3 điểm một điểm này hai điểm này ba điểm này Đấy. Thế thì muốn nó cắt nhau tại ba điểm Thì cái đường thẳng Y bằng M cộng 1 này Phải dâng lên tụt xuống Trong cái ngưỡng chúng ta sẽ thấy ngay Lớn hơn âm 1 Nhỏ hơn 3 Thì gặp nhau tại ba điểm Đúng không? Từ đây chúng ta sẽ có là Chúng ta sẽ có Nhắm ra đây M cộng 1 Phải lớn hơn âm 1 Nhỏ hơn 3 Và chuyển vế sang chúng ta có M lớn hơn âm 2 Nhỏ hơn 2 Kết quả này trùng với phương án A Cho nên ta chọn A Đấy, nếu chúng ta am hiểu vấn đề Thì việc giải quyết bài toán này cũng cực kỳ nhanh chóng Dưới 30 giây Đúng chưa? Nha. Đấy cũng chính là cái việc mà thầy đề xuất cách nhắp nhanh đấy Cách phân tích nhanh Thì còn bây giờ thầy lại phải diễn giải hết sức tường minh Để cho những bạn nào quên, bạn nào còn chưa theo kịp Thì các bạn hiểu nhé Nắm rõ bản chất của vấn đề Đây này, ta có này Uh, x mũ 3 trừ 3x cộng m bằng 0 tương đương tôi muốn lợi dụng lý thuyết này số nghiệm của phương trình fx bằng gm chính là số giao điểm của hai đồ thị hai bên thế thì lợi dụng lý thuyết này tôi sẽ biến đổi cái phương trình đã cho x mũ 3 trừ 3x cộng m bằng 0 sao cho một vế phải là hàm số mà người ta đã cho muốn vậy thì tôi chuyển trừ x mũ 3 sang à, x mũ 3 sang thành trừ 3x cái này trừ 3x sang thành cộng 3x và muốn xuất hiện cái đồ thị hàm số đã cho thì chúng ta phải cộng thêm 1 nhá đây thế thì phương trình này tương đương với trừ x mũ 3 cộng 3x cộng 1 bằng m cộng 1 chuyển vế vẫn thế mà thế thì do phương trình này tương đương với phương trình này đánh dấu đây là phương trình sao đây là phương trình hai sao thế thì để sao có ba nghiệm phân biệt thì hai sao phải có ba nghiệm phân biệt. Đúng không? Hai phương trình này tương đương. Đấy. Thế thì phương trình hai sao muốn có ba nghiệm phân biệt thì hai đồ thị hai bên phải gặp nhau tại ba điểm tức là cắt nhau tại ba điểm điều này tương đương hai đồ thị thầy tạm xóa cái chỗ này đi đã nhé xóa đi để chúng ta diễn giải cho nó tưởng mình rồi thầy nhắc lại này ta biến đổi phương trình sao tương đương với phương trình hai sao vậy thì để sao có ba nghiệm thì hai sao phải có ba nghiệm hai sao muốn có ba nghiệm thì hai đồ thị hai bên phải cắt nhau tại ba điểm phân biệt đây tương đương hai đồ thị đồ thị bên trái y bằng âm x mũ 3 cộng 3 x cộng 1 và đồ thị bên phải y bằng m cộng 1 phải cắt nhau tại 3 điểm Đấy. Thì, thì hai đồ thị này cắt nhau Tại 3 điểm khi nào Đồ thị y bằng Trừ x mũ 3 cộng 3 x cộng 1 Người ta cho đây rồi Đấy cái đường gấp khúc đây Thế còn đường y bằng m cộng 1 Trên cùng hệ trục Tọa độ đã vẽ đồ thị y bằng Trừ x mũ 3 cộng 3 x cộng 1 Ta vẽ thêm đường thẳng y bằng m cộng 1 Y bằng m cộng 1 Là đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm M cộng 1 nha và ta thấy khi M thay đổi thì đường thẳng Y bằng M cộng 1 nó di động vậy thì hãy quan sát xem nó di động trong ngưỡng nào thì hai đồ thị sẽ cắt nhau tại ba điểm phân biệt thế thì ở đây từ đồ thị suy ra giá trị cần tìm là như thầy vừa nói Đường m cộng 1 này nó phải di động trong ngưỡng là lớn hơn âm 1, nhỏ hơn 3. m cộng 1 lớn hơn âm 1, nhỏ hơn 3. Chuyển vế sang chúng ta sẽ có m lớn hơn âm 2, nhỏ hơn 2. Và kết quả này chính là phương án A, cho nên chúng ta sẽ chọn A. Nha, kèm chỉ việc bôi đen vào tờ giấy thi. Phiếu trả lời đấy, bôi đen vào phương án A. Thế thôi Vô cùng đơn giản Đúng không? Rất đơn giản Nhưng với điều kiện chúng ta phải am hiểu lý thuyết Đấy Nếu chúng ta am hiểu lý thuyết rồi thì bài tập này Như thầy đã nói lúc nãy chúng ta chỉ giải dưới 30 giây Hết sức nhanh chóng Nha Kết thúc bài tập số 2 Chúng ta sang bài tập số 3 Với nội dung như sau Cho hàm số y bằng x mũ 3 Trừ 3x có đồ thị như hình vẽ bên đây nha, đồ thị của nó đây Người ta yêu cầu là tìm m để phương trình trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x bằng m bình cộng m có 6 nghiệm phân biệt Chọn một trong bốn phương án Phương án A, m lớn hơn âm 1 nhỏ hơn 0 Phương án B, m lớn hơn 0 Phương án C, m nhỏ hơn âm 2 lớn hơn 1 Phương án D, m lớn hơn 0 nhỏ hơn 1 Bài tập này giải quyết như thế nào? Bây giờ thầy sẽ diễn giải một cách cặn kẽ tường minh để kem hiểu và nắm bắt được cách giải quyết của vấn đề. Sau khi thầy diễn giải tường minh xong rồi thì tự bản thân mỗi em sẽ nghiền ngẫm và suy nghĩ xem làm thế nào để nháp cho nó nhanh. nha. Và thầy tin rằng khi đã hiểu rồi thì vấn đề tốc độ của bài toán này là một cái vấn đề không cần phải bàn đến. Nó rất đơn giản thôi. Cái chính là chúng ta phải hiểu, phải biết cách giải quyết vấn đề. Nào. Giải quyết bài toán này thế nào? Thầy ký hiệu cái phương trình này là phương trình sao. Theo lý thuyết, phương trình sao muốn có 6 nghiệm phân biệt thì hai đồ thị hai bên này phải gặp nhau tại 6 điểm, tức là phải cắt nhau tại 6 điểm. Thế thì muốn biết hai đồ thị hai bên này cắt nhau tại 6 điểm phân biệt khi nào? thì chúng ta cần phải tìm ra đồ thị trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x. Đấy. Thì cái đồ thị này nó sẽ được suy từ đồ thị này. Đồ thị của cái hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x. Ở các chuyên đề trước đã có lý thuyết thầy đã nhắc kèm cách vẽ đồ thị. Bây giờ thầy nhắc lại vào đây. Cách vẽ đồ thị hàm số y bằng trị tuyệt đối của f với x nhé cái này nhắc rồi bây giờ xin nhắc lại một lần nữa những ai còn lơ mơ thì nhớ điều này đầu tiên tôi vẽ cái đồ thị của cái hàm số không có trị tuyệt đối trước tôi vẽ c y bằng fx tức là cái bước thứ nhất tôi vẽ đồ thị y bằng fx đồ thị trong trị tuyệt đối này bước thứ hai tôi giữ nguyên phần đồ thị c ứng với phần ở phía trên trục hoành ứng với phần phía trên ox nha ta được c 1 đấy hay nói cách khác là giữ nguyên phần đồ thị c ở phía trên trục hoành có lẽ thầy sẽ thay cái từ ứng với phần này cho nó dễ hiểu nhé bằng cái thuật ngữ như sau giữ nguyên phần đồ thị c ở phía trên trục ảnh rồi nhắc lại cách vẽ y bằng trị tuyệt đối của fx này đầu tiên vẽ đồ thị c y bằng fx tức là bỏ trị tuyệt đối này đi sau đó bước thứ hai giữ nguyên phần đồ thị c ở phía trên trục ảnh ta được c 1 tức là ký hiệu cái phần đó là c 1 tiếp tục lấy đối xứng phần còn lại của c Phần còn lại của C tức là phần phía dưới trục hành đấy Mà hoặc phần phía dưới OX Thế thì lấy đối xứng qua đâu? Đối xứng phần còn lại của C qua OX Đối xứng qua trục hành nha Ta được C2 Đấy Và cuối cùng đồ thị y bằng trị tuyệt đối của fx chính là phần C1 hợp với phần C2. Đấy. Nhớ chưa? Cách vẽ này phải lau lau. Thế bây giờ trở lại với bài toán này, thì lý giải cẩn thận vào đây để chúng ta hiểu để phương trình sao có 6 nghiệm phân biệt. Đây là đang diễn giải để cho mọi người hiểu nhé. Thì hai đồ thị. Đồ thị bên trái, đồ thị này y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ đi 3x và đồ thị bên phải y bằng m bình cộng m phải cắt nhau tại 6 điểm phân biệt. cái biết tắt 6 điểm phân biệt. Thì bây giờ muốn biết hai thằng này cắt nhau tại 6 điểm phân biệt khi nào? Thì tôi phải phát họa được đồ thị Y bằng trị tương đối của x mũ 3 trừ -3, 3 x. Cái đồ thị này phát họa thế nào? Thì cách vẽ đây nhá cách vẽ thì bước 1 tôi phải vẽ đồ thị y bằng fx tức là đồ thị không có trị tuyệt đối thế thì áp dụng lý thuyết này thì đầu tiên ta phải vẽ đồ thị y bằng x mũ 3 trừ 3 x nhưng mà cái đồ thị y bằng x mũ 3 trừ 3 x thì người ta cho sẵn đi thôi đây y bằng x mũ 3 trừ 3 x có đồ thị là hình này đây cho sẵn rồi đúng không cho nên chúng ta chỉ việc thực hiện bước thứ hai bắt đầu từ đây này theo lý thuyết giữ nguyên phần đồ thị y bằng fx ở phía trên trục ảnh đây thế thì từ cái đồ thị y bằng x mũ 3 trừ 3 x muốn ra được đồ thị y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3 x thì công việc đầu tiên giữ nguyên phần đồ thị đấy nhá cái đồ thị này là đồ thị thôi cũng không cần đánh dấu nữa này giữ nguyên phần đồ thị y bằng x mũ 3 trừ 3 x ở phía trên trục ảnh phần phía trên thuộc hành chúng ta giữ lại đấy phần phía trên thuộc hành chúng ta giữ lại theo đúng lý thuyết nhé bước tiếp theo lấy đối xứng phần còn lại phần còn lại tức là phần phía dưới ô này bây giờ đối xứng qua ô ích thế thì cái thung lũng này đối xứng lên đây thung lũng này đối xứng lên thì nó thành quả đồi đây ra quả đồi này đây Đấy, như vậy phần này đối xứng lên thành phần này tiếp tục cái nhánh này cái, cái đuôi này hất lên hất lên thì nó ra anh này rồi và chúng ta bỏ cái phần phía dưới này đi nhá yeah. Bây giờ thầy bỏ phần phía dưới này đi này Rồi Và như thế toàn bộ cái nhánh màu đỏ này Chính là đồ thị của hàm số Y bằng Trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x Đấy Phần màu đỏ này chính là đồ thị y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x Tôi đã tìm ra đồ thị này Thế còn đồ thị y bằng m bình cộng m đâu Nó chính là đường thẳng song song với trục hoành Đây là y bằng m bình cộng m. Đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm cái điểm này là m bình cộng m. Nha. Điểm cắt này là m bình cộng m. Các em nhìn nó hơi bé một chút. Chúng ta đang cần đường y bằng m bình cộng m phải cắt đồ thị y bằng trị tuyệt đối của x mũ 3 trừ 3x tại 6 điểm. Đây, 1 điểm, 2, 3, 4, 5 6 Vậy chúng cắt nhau tại 6 điểm thì cái đường m bình cộng m nó phải dâng lên tụt xuống ở ngưỡng nào? Chúng ta sẽ thấy ngay muốn gặp nhau tại 6 điểm thì m bình cộng m sẽ phải lớn hơn 0, nhỏ hơn 2. Đúng chưa? Thế thì ở đây từ đồ thị suy ra m bình cộng m phải lớn hơn 0 nhỏ hơn 2 Cái này giải thế nào? Đây chính là một cái hệ bất phương trình Nó chính là hệ bất phương trình M bình cộng M lớn hơn 0 Rồi M bình cộng M nhỏ hơn 2 Hay là chuyển 2 sang thành trừ 2 nhỏ hơn 0 Đấy M bình cộng M lớn không là bất phương trình thứ nhất Bất phương trình thứ hai là m bình cộng m nhỏ hơn 2 tức là m bình cộng m trừ 2 nhỏ hơn 0. Đấy, cái này nó chính là mặt hệ bất phương trình. Thế thì giải hệ này quá đơn giản. Ở trên chúng ta có m nhỏ hơn âm -1 m lớn hơn 0. Đấy. Ở dưới tam thức trái dấu về hệ số a trong khoảng hai nghiệm. Một nghiệm là 1, một nghiệm là âm -2. m lớn hơn âm -2 nhỏ hơn 1. Vậy thì nghiệm chung của cái hệ này là cái gì? Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay M Đây Vẽ cái trục số ra Vẽ trục số ra nhé Đây là âm 1 Đây là 0 M nhỏ hơn âm 1 lớn hơn 0 Vậy thì bên trong vứt Anh thứ hai Là M nhỏ hơn 1 lớn hơn 2 Đây là 1 Đây là trừ 2 Nhỏ hơn trừ 1 lớn hơn à, Lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn 1 Tức là lấy ở bên trong bên ngoài vứt Thế thì hai anh này có hai đoạn chung Đây Trừ 2 trừ 1 0 1 Nha. Phần chung đấy Nghiệm là phần chung Như vậy M của chúng ta sẽ lớn hơn âm 2 nhỏ hơn âm 1 hoặc m lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Đấy. À, các em chú ý cho thầy, chỉnh lại cho thầy là cái phương án D lúc nãy thầy chép thiếu. D ở đây là m lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Rồi m lớn hơn trừ -2 nhỏ hơn 1, nhỏ hơn trừ -1 nhé. Đấy. Thì cái kết quả này Chúng ta thấy là ở đây là m lớn hơn trừ 2 nhỏ hơn trừ 1 này. Rồi m lớn hơn 0 nhỏ hơn 1. Kết quả này trùng với phương án D. Cho nên chúng ta sẽ chọn D. Các em chỉnh thêm cái phương án D cho thầy. Không lẽ thầy chép thiếu. Nha. Đấy. Đấy là cách giải quyết bài toán này. Thế bây giờ hiểu rồi thì rất là đơn giản thôi. Nhưng cái chỗ này chúng ta nghĩ ở trong đầu thôi. Chúng ta không viết ra làm gì cả. Và như vậy công việc của chúng ta chỉ còn lại là hạ bút phát họa nhanh cái đồ thị y bằng trị tuyệt đối x mũ 3 trừ 3 x Chúng ta phát họa tranh nhanh lấy giữ lại rồi lấy đối xứng thật nhanh Và căng cái đường y bằng m bình cộng m ra một cái Chúng ta xem nó cắt nhau tại 6 điểm phân biệt khi nào là chúng ta tìm được m Nha. Thầy nhắc lại một lần nữa Vừa rồi là thầy vừa diễn giải hết sức tường minh cách giải quyết bài toán này Trên cơ sở diễn giải đó thì đề nghị các em nghiền ngẫm tự bản thân mỗi một em hãy xem xem cái cách nháp như thế nào cho nhanh thì đương nhiên thầy vừa đề xuất là những cái lập luận này là đều ở trong đầu hết không viết ra đúng không nhiệm vụ của chúng ta chỉ mỗi phát họa nhanh cái đồ thị này rồi căng cái đường m bình cộng m ra trên cơ sở đó chúng ta tìm ra giá trị của m kết thúc bài tập số 3 tiếp theo chúng ta sang bài tập mẫu số 4 với nội dung như sau cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên như bảng bên đây các em này đấy đây là cái bảng biến thiên của hàm số y bằng fx người ta hỏi như sau tìm m để phương trình fx bằng m có hai nghiệm phân biệt trái dấu chọn một trong bốn phương án phương án a m bằng âm năm phương án b m bằng ba phương án c m bằng âm năm hoặc m bằng ba Phương án D M bằng 0 hoặc M bằng âm 5 Bài toán này giải quyết thế nào? Trước tiên chúng ta phải am hiểu lý thuyết Muốn phương trình Fx bằng M Có hai nghiệm phân biệt trái dấu Thì hai đồ thị Đó là đồ thị Y bằng Fx Và đồ thị Y bằng M Phải cắt nhau tại hai điểm Có hoành độ trái dấu và để xác định được M thì chúng ta cần phải có đồ thị Y bằng Fx Vậy thì đồ thị Y bằng Fx lấy ở đâu? Đương nhiên chúng ta phải dựa vào bảng biến thiên để phát họa đồ thị Y bằng Fx Nha. Việc phát họa rất đơn giản Nào, bây giờ từ bảng biến thiên tôi sẽ phát họa đồ thị Y bằng Fx như sau Tôi vẽ hệ trục tọa độ Trong thi thì các em cứ phát họa thật nhanh ra ngoài dưới nháp Không cần đẹp đúng không Phát ngoạch ngoạc ra không cần đẹp Thế còn ở đây thì vẫn cố gắng vẽ cho nó tương đối một chút Nào bây giờ ta nhìn này Các cái điểm đặc biệt như sau này Điểm cực trị này Ở đây các em sẽ nhìn điểm cực trị Nó có 1, 2, 3, 4 điểm cực trị ta xem nha Điểm thứ nhất X bằng 0, Y bằng âm 2 Không đây X bằng 0, y bằng âm 2. Đấy. Có lẽ nếu mà, mà 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 cho nó thuận thì em cứ nhìn từ trái sang phải, em lần lượt biểu diễn từng điểm cực trị một nhá. Đây, điểm tiếp theo là âm 3, âm 5. Như thầy vừa nói là em cứ xuất phát từ bên trái sang phải, điểm đầu tiên là âm 3, âm 5 này, x bằng âm 3. x bằng âm 3, y bằng âm 5 âm 5 đây đấy đây là điểm âm 3 âm 5 điểm thứ hai âm 1 0 đấy âm 1 0 này Điểm thứ ba là 0 âm 2, thầy biểu diễn rồi, 0 âm 2 là điểm này đây. Yeah, đánh dấu vào này điểm thứ nhất này điểm cực trị thứ nhất này điểm cực trị thứ hai này điểm cực trị thứ ba này điểm cực trị thứ tư là hai ba x bằng hai y bằng ba bốn điểm cực trị em cứ nhìn từ trái qua phải em biểu diễn điểm cực trị thứ nhất điểm cực trị thứ hai điểm thứ ba điểm thứ tư nào Bây giờ nhìn bảng biến thiên để phát họa đồ thị này Bên trái điểm cực trị, cực trị thứ nhất Đây là điểm cực trị thứ nhất nhé Điểm cực trị âm 3, âm 5 này Âm 3, âm 5 này Bên trái này đi từ dương vô cùng đi xuống Thì, thì đây thì phát họa này Đi từ dương vô cùng đi xuống điểm cực trị Âm 3, âm 5 này Xuống đến kiểu cực trị rồi thì nó lại lên cực đại này Lên điểm cực đại tức là lên điểm âm 1, 0 này Đây rồi Lên đến điểm cực đại rồi Bây giờ nó lại xuống cực tiểu Xuống điểm cực tiểu không âm 2 này này không âm 2 là điểm này Xuống này Rồi Xuống đến cực tiểu rồi thì nó lại lên cực đại này Lên điểm 23 này Đây lên đây nhá Đây là điểm 23 nhá Lên này Đấy Lên đến cực đại rồi thì nó lại quay xuống âm vô cùng Quay xuống như vậy tôi đã phát họa được đồ thị y bằng fx đấy từ bảng biến thiên này tôi phát họa được đồ thị y bằng fx Thế thì đầu bài người ta hỏi là tìm m để phương trình fx bằng m có hai nghiệm phân biệt trái dấu thầy vừa phân tích lý thuyết xong phương trình này muốn có hai nghiệm phân biệt trái dấu thì hai đồ thị hai bên này phải cắt nhau tại hai điểm có hoành độ trái dấu thì đồ thị y bằng fx thì đây rồi thế còn đồ thị y bằng m y bằng m là một đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm m vậy cái đường y bằng m này cắt đường đồ thị y bằng fx ở vị trí nào để nó có hai điểm cắt tại hai điểm mà có hoành độ trái dấu thế thì các em sẽ nhìn thấy ngay trường hợp thứ nhất quan sát đây 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 là đường y bằng m ở trường hợp thứ nhất nếu m bằng âm năm m bằng âm năm thì rõ ràng đường y bằng m cắt đồ thị y bằng fx tại hai điểm hai điểm và các em thấy hai điểm này có hoành độ trái dấu đây nhá điểm này có hoành độ là âm ba nhá thế còn điểm này chúng ta gióng lên đây ta gióng lên đây thì đây là hoành độ đây là hoành độ của điểm này và rõ ràng hoành độ này nó nằm bên phải trục tung cho nên hoành độ này dương, đấy. thế thì rõ ràng hai điểm này có hoành độ trái dấu, đúng không? Đúng. như vậy m bằng âm năm thì đường y bằng m cắt đồ thị y bằng f(x) tại hai điểm phân biệt có hoành độ, hành độ trái dấu. còn trường hợp nào nữa không? vẫn còn trường hợp m bằng ba đây này đây là đường y bằng m đấy đây là đường y bằng m m bằng ba m bằng ba thì đường y bằng m cũng cắt đồ thị y bằng fx tại hai điểm thì cái điểm này hoành độ của nó đây đây là hoành độ của điểm này cái hoành độ này nằm bên trái OI cho nên hoành độ này âm. Thế còn cái điểm này có hoành độ bằng 2 dương. Như vậy hai hoành độ này trái dấu chứng tỏ m bằng 3 cũng thỏa mãn. Đúng không? Có hai trường hợp m bằng âm 5, m bằng 3. Như vậy phương án trả lời ở đây hay nói cách khác, phương án lựa chọn ở đây chính là phương án C. Ta phải chọn C. Đấy. Hiểu vấn đề chưa? Nếu chúng ta hiểu rồi chúng ta làm khá nhanh rất đơn giản thôi Thế còn bây giờ thầy lại phải diễn giải cẩn thận để cho những ai đó chưa hiểu thì các bạn còn có cơ hội hiểu nha Đánh dấu đây là sao Cái phương trình này này Phương trình này là phương trình sao Thế thì Đây này hướng dẫn này Để sao có hai nghiệm phân biệt trái dấu thì hai đồ thị đồ thị bên trái y bằng fx và kem viết chữ và được mà viết dấu hệ cũng được và y bằng m phải cắt nhau tại hai điểm có hoành độ trái dấu Đấy. Thì, thì hai đồ thị này cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ trái dấu khi nào Muốn xác định được mà chúng ta phải tìm ra đồ thị Y bằng FX Việc tìm đồ thị Y bằng FX này vô cùng đơn giản Bởi vì cái hàm số Y bằng FX người ta đã cho bảng biến thiên Thế thì từ bảng biến thiên này chúng ta đã phát họa ra đồ thị Y bằng FX Thầy vừa phát nhé Đấy, cái đồ thị Y bằng FX là cái đường gấp khúc này từ cái bảng biến thiên này ta phát được ra đồ thị y bằng fx. Thế còn cái đường y bằng m là một đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm m. Ta đang cần hai anh này cắt nhau tại hai điểm mà hai điểm đó phải có hoành độ trái dấu. Vậy thì từ đồ thị chúng ta quan sát thấy suy ra trường hợp thứ nhất nếu như m bằng âm 5 thì rõ ràng hai đồ thị này gặp nhau tại hai điểm và hai điểm này có hoành độ đây đây là điểm này có hoành độ là âm ba thế còn điểm này có hoành độ là đây rõ ràng hai hoành độ này trái dấu bởi vì nó nằm về hai phía của ui một thằng dương một thằng âm như vậy m bằng âm năm trường hợp thứ hai m bằng ba thì nó cũng gặp nhau tại hai điểm và hai điểm này có hoành độ trái dấu nằm về hai phía của ui trái dấu như vậy hoặc m bằng 3 và như thế phương án lựa chọn ở đây phải là phương án c chúng ta sẽ chọn c đấy âm năm ba hiểu cách làm chưa nghe kỹ lời giảng của thầy nhé đấy hiểu rồi thì cái cách làm nhanh như lúc đầu thầy làm đấy ta kết thúc bài tập số 4 chúng ta sang bài tập số 5 với nội dung như sau Tìm m để đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 chứ x cộng m cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt. Chọn một trong bốn phương án. Phương án A, m lớn hơn âm 2 phần 3 nhỏ hơn 0. Phương án B, m lớn hơn 0 nhỏ hơn 2 phần 3. Phương án C, m lớn hơn âm 1 phần 3 nhỏ hơn 1 phần 3. Phương án D, m lớn hơn âm 2 phần 3 nhỏ hơn 2 phần 3. Bài toán này giải quyết thế nào? Đương nhiên chúng ta phải xuất phát từ lý thuyết gốc mà thầy đã dạy các em ở phần 2 La Mã. Hẳn các em còn nhớ điều này. Ở phần 2 La Mã thầy đã nhắc các em điều này nhé. Muốn đồ thị hàm số y bằng fx cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm? thì phương trình này cho cái fx này bằng 0 phải có bấy nhiêu nghiệm. Phương trình fx bằng 0 phải có bấy nhiêu nghiệm. Đấy, lý thuyết này biết rồi. Thế bây giờ chúng ta áp dụng lý thuyết này vào đây. Tất nhiên nếu em nào mà giỏi rồi Thì tất cả những cái lý luận đó chúng ta không viết ra Chúng ta chỉ nghĩ trong đầu thôi Và chúng ta nháp rất nhanh Trong vòng 30 giây là chúng ta có kết quả rồi Bạn nào chậm cũng chỉ đến 45 giây thôi Tuy nhiên ở đây thầy vẫn diễn giải hết sức cẩn thận Để chúng ta hiểu bản chất của vấn đề nha Bây giờ cái áp dụng lý thuyết này vào đây Trong đó x mũ 3 trên 3 trừ x cộng m Đóng vai trò là fx Thế bây giờ để đồ thị hàm số này Cắt trục hành tại 3 điểm phân biệt Đây hướng dẫn này để đồ thị hàm số y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x cộng m cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt phải biết tắt chữ phân biệt thì phương trình này cho anh này bằng không tức là cho y bằng không đấy đúng lý thuyết nha đọc lại lý thuyết này này Muốn làm số y bằng fx cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm thì phương trình fx bằng 0 phải có bấy nhiêu điểm. Thế thì áp dụng vào đây. Phương trình x mũ 3 trên 3 trừ x cộng với m bằng 0 phải có 3 nghiệm phân biệt. Hoàn toàn đúng lý thuyết. Thì đến đây ở phần sự tương giao của đồ thị hàm bậc 3 thầy đã nói là những cái phương trình bậc 3 như thế này muốn xử lý được chúng ta phải nhầm được nghiệm sau đó phân tích đa thức vế trái ra thừa số thì khi đó chúng ta sẽ tính toán được số nghiệm của phương trình bậc 3 tuy nhiên ở phương trình này chúng ta không tài nào nhầm được nghiệm đúng không cho nên việc phân tích tam thức ra thừa số là khó quá khó khăn không làm được thế thì trong trường hợp này phải giải quyết như thế nào? Trong trường hợp này tôi lại xử lý lý thuyết quen thuộc Lại ngược lại Phương trình này muốn có bao nhiêu nghiệm Thì hai đồ thị hai bên chuyển mờ sang Phải cắt nhau tại bấy nhiêu điểm Đây này, cụ thể này. Điều này tương đương với phương trình x mũ 3 trên 3 Trừ x bằng trừ m Phải có 3 nghiệm phân biệt À thì đến đây thì dễ thôi Phương trình này muốn có ba nghiệm phân biệt thì hai đồ thị hai bên này phải gặp nhau, tức là cắt nhau tại ba điểm. Điều này tương đương hai đồ thị. Đồ thị thứ nhất là y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x. Đồ thị bên phải này, y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x này. Và đồ thị y bằng trừ m phải cắt nhau tại ba điểm phân biệt. Đấy. Đấy là gốc gác của vấn đề Thế em nào mà giỏi rồi thì nhìn vào đây một cái chúng ta hiểu ngay là Để phương trình này có ba nghiệm phân biệt thì hai đồ thị Đồ thị y bằng x mũ 3 trên 3 chữ x Và y bằng trừ phải cắt nhau tại ba điểm phân biệt Thế thôi Còn những cái chỗ này thì nghĩ trong đầu thôi Thế thì hai đồ thị này cắt nhau tại ba điểm phân biệt khi nào Muốn xác định được mà tôi cần phải tìm đồ thị y bằng x mũ 3 trên 3 chữ x Đúng không? đấy cái thì lại diễn giải cẩn thận này lại xét y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x thế thì chúng ta sẽ tính đạo hàm lập bảng biến thiên để phát họa đồ thị này nhé từ đây y phẩy bằng x bình phương trừ 1 rồi y phẩy bằng 0 có hai nghiệm cộng trừ 1 phát cái sơ đồ dấu rất đơn giản ra cho nhanh Trừ vô cùng, dương vô cùng Đây là trừ 1 Đây là 1 Y phải là tam thức bậc 2 hệ xoa dương Trong trái ngoài cùng Đấy Lên Xuống Lên Với x bằng trừ 1 Xem y bằng bao nhiêu Với x bằng trừ 1 Thì chỗ này là 1 trừ 1 phần 3 Còn 2 phần 3 1 trừ 1 phần 3 Còn 2 phần 3 với x bằng 1 thay vào đây 1 phần 3 trừ 1 còn trừ 2 phần 3 Đấy Thế thì từ cái bảng biến thiên viết rất đơn giản này Chúng ta phát họa nhanh được đồ thị Y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x Này phát họa nhanh này Đây phát họa ra đây đi Điểm cực đại trừ 1 2 phần 3 X bằng trừ 1 Y bằng 2 phần 3 Phải lấy kích cỡ không đều nhau Điểm cực tiểu 1 âm 2 phần 3 Rồi Và đương nhiên đồ thị này đi qua gốc tọa độ X bằng 0 thì Y bằng 0 mà Thế thì từ đây chúng ta phát họa ra dáng điệu của đồ thị này Bên trái điểm cực đại này Đây điểm cực đại này Bên trái này Đồ thị đi từ dưới đi lên Đương nhiên đây là đây là âm vô cùng Và đây là dương vô cùng rồi Đi từ dưới đi lên Rồi lên cực đại Đi xuống cực tiểu Xuống cực tiểu và đi qua gốc tọa độ Phát họa nhanh Rồi rồi lại đi lên Dương vô cùng Đấy Ta đã phát họa được đồ thị Y bằng x mũ 3 trên 3 Chữ. rồi đồ thị này đã xong y bằng x mũ 3 trên 3 chữ x ta đã phát họa xong đấy nhé đã phát họa xong rồi thế còn bây giờ đường y bằng m à, y bằng trừ m y bằng trừ m là đường thẳng song song với trục hoành à, y bằng trừ m song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm trừ m Vậy thì bây giờ đường này muốn cắt đồ thị y bằng x mũ 3 trên 3 chữ x tại 3 điểm. 1 2 3 3 điểm này. Thì anh này tức là trừ m phải dâng lên tụt xuống trong cái ngưỡng là lớn hơn âm 2 phần 3 nhỏ hơn 2 phần 3 đúng không điều này tương đương với tức là từ đồ thị suy ra âm m phải lớn hơn âm 2 phần 3 nhỏ hơn 2 phần 3 hay là nhân với âm 1 đổi dấu thì cũng vậy điều này cũng tương đương với m lớn hơn âm 2 phần 3 nhỏ hơn 2 phần 3 đấy cái em nhân âm 1 vào nhân cả 3 với, với âm 1 thì dấu đổi chiếu thì nó chính là cái này như vậy kết quả này trùng với phương án D Do đó ta chọn D Đấy Hiểu cách làm chưa Đây là thầy diễn giải vô cùng rõ ràng Tỉ mỉ chi tiết Thế còn thầy nói rồi Muốn nhanh thì tất cả những cái này Chúng ta phải nằm gọn trong đầu Phải hiểu ở trong đầu nha yeah. Ngoài giấy nháp Chúng ta chỉ phát họa nhanh đồ thị Y bằng x mũ 3 trên 3 trừ x và họa nhanh để ra cái đồ thị đó sau đó căng ngang cái đường y bằng trừ m thì sẽ nhìn thấy ngay nó gặp nhau tại ba điểm phân biệt khi nào để qua cái bài giảng của thầy thì tự kem nghiền ngẫm tự kem suy nghĩ và tự kem hình thành cho mình cái cách nháp cho nó nhanh kết thúc bài tập số 5